tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này thì mình sẽ nói về cái cơ cấu cơ khí khi mà xe chúng ta phanh ở dòng xe phanh khí nén ha. Thì mình đang thực hiện trên cái dòng xe tải DU 15 tấn và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em về cái cấu tạo và cái nguyên lý hoạt động của nó để cho các anh em mình biết và cái cách mà nó hoạt động khi mà chúng ta có cơ cấu chỉnh phanh này nó hoạt động như thế nào để cho anh em mình biết và những lưu ý gì khi chúng ta bảo dưỡng hệ thống phanh này ha. Đấy thì cái video này rất là hữu ích cho tất cả các bạn sinh viên, các anh em là học nghề hoặc là các anh em là lái xe ha. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe ủng hộ kênh với mình ha, và anh em nào cần phụ tùng vật tư thì hãy liên hệ với bên mình số điện thoại là 0389898100, mình sẽ gửi hàng cho tất cả các anh em. Đây là cái cơ cấu phanh toàn trống ha, đây là guốc phanh ha, các anh em mình học trên trường đây là guốc phanh, bên phía dưới là guốc phanh, còn bên này là cái tan bua ha, hay gọi là cái tăng trống. Thì cái guốc phanh nó tì vào đây, nó tì lên cái mặt này, nó tạo ra lực ma sát và từ đó nó sẽ làm cho xe chúng ta dừng lại ha. Thì bên ngoài này được gọi là cái mayer hay được gọi là cái ob, ob ngay chỗ này, cái mayer này nó sẽ lắp vào tầng trống thông qua những cái bu lông tắc kè này ha. Khi mà bánh xe chúng ta lăn ở dưới mặt đường thì nó làm cho cái tầng trống chúng ta quay, từ đó nó sẽ làm cho cái mayer chúng ta quay và ob chúng ta quay ha. Thì để thắng được cái lực đó thì nó sẽ dùng tới cái guốc phanh này ha. Và cái guốc phanh này nó sẽ hoạt động nhờ vào cái bầu phanh này ha, cái bầu phanh này. Khi chúng ta cung cấp hơi, chúng ta đập phanh thì hơi nó từ tổng phanh nó đi xuống dưới này ha. Và nó sẽ làm cho cái tì này nó sẽ đẩy ra ha. Cái tì này các anh em, nó sẽ đẩy ra và thông qua cái cơ cấu cơ khí bằng tay chỉnh tháng này ha. Hay các anh em mình thường hay gọi là bằng tay S. Thì nó sẽ làm cho xoay cái trục cơm xoay tâm này ha, cái cơm chữ S nó xoay thì nó sẽ đổi cái cơm chữ S này lên. Để xíu nữa mình sẽ cho hơi vào cái này, mình hãy xem cái cách nó hoạt động là rất là ok ha. Nó sẽ đổi ra và nó sẽ bung hai cần bố này ra, bung hai cần bố này ra, tác động vào cái tăng trống này làm tăng cái độ ma sát lên và từ đó nó sẽ dừng xe chúng ta lại. Đó là cái nguyên lý hoạt động. Khi chúng ta thôi đập phanh thì cái lực lò xo, nhờ cái lực lò xo này nó sẽ hồi vị, nó kéo hai cái cần bố chúng ta lại và nó sẽ không còn tiếp xúc vào cái tan bua này nữa, thì dẫn đến là xe chúng ta thôi, nó không có sinh ra lực ma sát, từ đó xe chúng ta sẽ lăn bánh bình thường. Đó là cái quá trình đập phanh và quá trình mình thôi đập phanh là nó sẽ hoạt động như vậy ha. Còn về phần cấu tạo thì nó guốc phanh này các anh em, đây là cái guốc phanh. Tùy theo dòng xe thì cái bản này cái bề rộng của cái guốc phanh này thì nó sẽ khác nhau ha. Khoảng cách từ đây ra đây 180 mm, còn đối với cái phía sau này này, bánh sau này nó sẽ to hơn, rộng bản hơn ha, nó tới 220. Điều đó là nó lên cái điều ý nghĩa gì, đó là cái lực phanh của bánh trước nó sẽ thấp hơn ha. Lực phanh của bánh trước mình đang thực hiện trên cái dòng xe đầu kéo nha các anh em, còn tùy vào cái loại xe thì cái lực phanh nó sẽ phân bố, nó có sự khác nhau. Nhưng đối với cái dòng xe đầu kéo này thì cái lực phanh của bánh trước nó sẽ thấp hơn, cái thể hiện qua là cái diện tích tiếp xúc của cái guốc phanh này nó sẽ nhỏ hơn này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái bầu phanh này nè các anh em, cái diện tích của cái bầu phanh này nó chỉ có 180 mm thôi ha. Từ đường kính của cái bầu phanh này nó chỉ 180 mm, thì dẫn đến là cái lực mà để tác dụng lên cái bàn tay S này thì nó sẽ khác so với cái bánh phía sau. Bánh phía sau thì nó sẽ dùng cái màng da là hai tấc ha, màng da đây đường kính là 200, cái màng da này đường kính 200 thì nó sẽ tác dụng nó sẽ khác. Tại vì theo định luật Pascal thì cái diện tích của đường tròn mà còn lớn thì cái sinh ra cái lực đẩy nó còn lớn ha. Đấy thì đó là cái sự khác nhau giữa cái bánh trước và bánh sau, nó sẽ có sự khác nhau như vậy. Thì các anh em mình hãy lưu ý vấn đề này khi mà các anh em sửa chữa hai cái bố phanh này, chúng ta không được lắp lẫn với nhau, trừ khi các anh em mình đi toán mới lại chúng ta có thể lắp lẫn được với nhau ha. Nhưng mà khi mà chúng ta bảo dưỡng thì má này nó nằm phía trên thì phải nằm phía trên, và nó nằm chiều nào thì nó nằm đúng y như vậy ha. Các anh em mình phải làm dấu, không làm dấu là chúng ta sẽ có sự sai lệch về cái lực phanh ha. Tại vì trước khi nó đưa vào sửa chữa thì cái bề mặt tiếp xúc của nó là một cái kiểu rồi, khi mà chúng ta xoay mặt, chúng ta lật mặt
thì nó sẽ thành một cái kiểu khớt và dẫn đến là cái diện tích tiếp xúc này nó sẽ không tiếp xúc hoàn toàn trên cái tăng bua, dẫn đến lực phanh chúng ta có sự thay đổi ha. Đó là cái này mình hãy lưu ý. Một cái lưu ý nữa đó là cái này mình chỉ cần nhìn vào cái độ dày của cái bố này và cái kiểu mà nó lắp ráp như thế này thì chúng ta có thể biết được là cái bố nào nằm phía trên và bố nào nằm phía dưới ha. Đây ví dụ như cái xe, cái mình nói cụ thể về cái bánh này nha. Bánh này khi bánh xe chúng ta xoay theo chiều này ha. Ví dụ xe chúng ta lăn bánh theo chiều tới thì nó sẽ xoay theo chiều này. Đấy. Thì cái còn bố này có xu hướng là cụp lại ha. Còn khi chúng ta đập phanh á thì cái còn bố này có xu hướng là bung ra ha. Nó bung ra, nó tiếp xúc tốt. Còn cái còn bố này sẽ gập lại. Cho nên cái còn bố phía dưới này này, cái này mình thấy không? Đây. Nó sẽ mỏng hơn, nó có nghĩa là nó độ mòn của nó sẽ mòn nhanh hơn cái thằng ở đây này đó. Cho nên cái này mình biết, chỉ cần cái này mình chỉ cần nhìn cái chiều quay và cái chiều lắp ráp là chúng ta có thể biết được là cái nào nằm phía trên và cái nào nằm phía dưới. Tương tự giống như cái này, cái này có sự khác nhau đó cái này. Ví dụ ở đây bánh sau nha, đây bánh sau thì cái này cũng giống như bánh trước hồi nãy, nhưng mà cái này thì khác này. Đây cái này mình thấy không? Đây cái này mình thấy cái con chữ S này nó nằm phía sau ha, còn cái ắc nó nằm phía trước này đó. Thì khi mà bánh xe chúng ta quay á thì nó quay theo chiều này, thì khi mà chúng ta đọp phanh thì cái guốc phanh phía trên này, này nó có xu hướng là bung ra, còn phía dưới nó có xu hướng là gặp lại đó. Thì cái bánh này này, cái mặt này này, cái này mình chỉ nhìn nè, chúng ta lấy thước kẹp để chúng ta đo là chúng ta biết được, hoặc thì chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường chúng ta cũng có thể biết được là nó mỏng hơn, có nghĩa là nó mòn hơn, và cái dưới này này nó dài hơn này cái này đó, nó dài hơn. Đó là cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em, để chúng ta có thể biết được là chỉ cần nhìn vào cái cơ cấu lắp ráp và chúng ta có thể biết được là cái bố nào nằm trên và bố nào nằm dưới lắp là chuẩn ha. Ok, các anh em mình thấy cái bàn tay chỉnh tháng của mình để ở đây đúng không, mình chỉnh cái con này ha, con này này các anh em, con này này đó, xíu nữa mình chỉnh con này để các anh em mình hãy xem cái cách mà nó hoạt động ha, để nó banh ra ha. Đấy. Đây các anh em, đấy bây giờ mình sẽ siết vào này, mình siết vào thì cái com chữ S nó sẽ bung ra này các anh em mình thấy không, cái com chữ S nó bung ra, thì nó bung ra thì nó sẽ có xu hướng là nó banh nó cái này ra, cho nên là khi các anh em mình chỉnh phanh á, chúng ta chỉ cần bạn như thế này đó, bạn theo cái chiều này đó là nó sẽ tan lên, có nghe tan bố tháng là nó sẽ như thế này ha, đó tan lên rồi sao mà cái đó, các anh em mình thấy không đó. Nó hoạt động là như vậy, khi mà chúng ta đọc phanh thì nó cũng hoạt động giống như thế này, nghĩa là con chữ S này nó sẽ bay ra, nó banh ra để nó tác dụng vào tăng bua giữa hai cái mặt bố này ha. Đó, giờ mình sẽ thu lại cho các anh em mình biết ha. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình sẽ tiến hành là mình sẽ cho hơi vào bên trong để các anh em mình xem ha. À, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho hơi vào để cho các anh em mình thấy được là nó bung ra như thế nào ha. Đây, cái này mình cho hơi vào cái bầu phanh này để chúng ta biết được này. Đấy, cái này mình thấy không, khâu đập phanh này. Đấy, đập phanh này, cái này mình thấy nó banh ra không? Đấy, nó banh ra ha, và chúng ta khâu đập phanh là nó sẽ thu lại đó. Ok, đó là cái cơ chế hoạt động của cái cơ cấu phanh cơ khí ha. Cái này mình xem video thấy hay thì bấm like subscribe ủng hộ kênh giúp mình ha. Và bây giờ mình sẽ kết video này ha. Hy vọng rằng là cái video này cũng đã cung cấp nhiều cái thông tin để cho tất cả các anh em mình biết ha. Và mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình ở những video lần sau. Các anh em hãy xem video và hãy bấm nút đăng ký kênh đừng để lỡ những cái video hữu ích phía sau ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.